Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023, sáng nay, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn đã đến thăm chúc mừng cán bộ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang. Cùng đến thăm có Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo huyện Phú Vang. Thăm và tặng quà chúc mừng tại đơn vị, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ và nhân viên ngành y tế trên địa bàn huyện nói chung và Trung tâm Y tế huyện nói riêng đã thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy khẳng định sự đóng góp của Trung tâm Y tế huyện trong thời gian qua là rất quan trọng, đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện ghi nhận đánh giá cao. Ban tổ chức tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ y tế toàn ngành phát huy truyền thống 68 năm, tiếp tục phấn đấu đoàn kết, phát huy hết khả năng, tâm huyết, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, ra sức rèn luyện và nâng cao ý đức, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.